Xin chào các bạn. Vậy là hôm nay là bài học cuối cùng trong chuyến hành trình 96 ngày phản xạ siêu tốc của chúng ta rồi đúng không nào? Và trong bài học này, vì chúng ta đã kết thúc xong toàn bộ các bài học rồi, do đó đây là bài học mà Hana sẽ mang lại cho bạn một món quà vô cùng ý nghĩa. Và món quà đó chính là một video nhắn nhủ chúng ta một điều, đó là never give up. Sẽ không bao giờ được từ bỏ bất cứ một điều gì mà mình muốn. Ok, ngay kể cả khi người nào đó nói cho chúng ta biết rằng là chúng ta không thể làm điều đó. Ok, chúng ta sẽ cùng xem video này nhé. Và hãy rút ra 3 điều mà bạn học được từ video này. Ok, cùng xem nào. Whoa, what are you doing? First two pictures on with the knee braces, the back brace, the canes, 297 pounds, and his belly was out to here. And I was thinking, God, how am I gonna help that guy? When you get what you want, not what you need. When you feel so tired that you can't sleep, stop your revenge. Tears come streaming down your face when you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will I just want to share with you high up above, thanks a down lot. Below. When you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know. Here's where I'm at now. Just what to wear.
Ok, video trên thật là ý nghĩa phải không các bạn? Chắc hẳn các bạn cũng đã học được rất rất nhiều điều từ video ý nghĩa này. Chúng ta thấy là người đàn ông ở trong video, anh ta đã bị một tai nạn do nhảy dù. Và do tai nạn đó, anh ta đã không có khả năng để di chuyển. Và suốt trong 15 năm liền, bác sĩ đều nói với anh ta rằng anh ta không thể làm bất cứ thứ gì, thậm chí là cả đi bộ. Và anh ta tin vào điều đó. Anh ta tin vào những cái gì bác sĩ nói. Cho tới một ngày, anh ta gặp một người tên là DP gì đó, đúng không? Và người này nói với anh ta rằng anh ta có thể làm. Và tất cả những cái gì mà người này làm đó là tin tưởng ở anh ta và động viên anh ta. Và dần dần với từng nỗ lực nhỏ một, chúng ta biết rằng là để có thể có được một cái kết quả như thế, là cuối cùng anh ta có thể tự tin chạy trên con đường, thì nó không hề dễ dàng, đúng không nào? Nhưng từng ngày một tí một, cố gắng, dần dần, và cuối cùng anh ta đã làm được điều mà anh ta muốn, đó là có thể đi bộ, thậm chí là chạy bộ trở lại. Như vậy chúng ta biết là khi chúng ta tin tưởng ở mình bất cứ một điều gì, đây cũng là một cái thông điệp mà cuối cùng, đúng không nào, mà video gửi tới cho chúng ta. Đấy, you have to believe in yourself. Bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Còn nếu như bạn không tin tưởng vào chính bản thân mình thì ai sẽ tin bạn? Nobody believes you. Sẽ không ai tin bạn cả. Ok, và do đó bạn muốn người khác tin bạn, đầu tiên bạn phải tin tưởng vào chính mình đã. Và bạn chưa cần biết là bạn có làm được điều đó hay không. Nhưng chỉ khi bạn có niềm tin thì dường như là bạn đã đạt được điều đó 80% rồi. Chúng ta nhớ quy tắc 80-20. Đó là 80% của cái này sẽ chi phối 20% của cái kia và ngược lại. Và thực tế tâm lý nó chiếm một cái rất rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta thực thi và gọi là achieve được cái mục tiêu của chúng ta. Hana nhớ có một câu mà người thầy của Hana đã nói rằng là cái gì có ở trong đầu sẽ có ở trên tay. Khi mà trong đầu bạn vẫn không tin tưởng ở mình, không tin tưởng là điều đó bạn có thể làm được, thì làm sao bạn có thể làm được, đúng không nào? Và cũng như thế khi học tiếng Anh, bạn luôn luôn có một cái suy nghĩ rằng là tôi không tin tưởng là tôi có thể nói được tiếng Anh. Trời ơi, tôi học thì cứ học thôi, chứ mà nói tiếng Anh thì nói cũng được, không nói cũng được. Và bẹ vài câu, khi chúng ta không có một cái niềm tin mãnh liệt ở chúng ta, thì chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì. Bạn chỉ làm nó khi bạn tin nó, còn nếu bạn không tin nó, bạn sẽ không bao giờ làm nó đâu. Và nếu bạn không tin nó thì bạn sẽ không bao giờ có được kết quả giống như bạn mong muốn. Các bạn còn nhớ Hana đã nói với các bạn không nào? Đó là khi trong đầu chúng ta là búa, nhìn đâu cũng sẽ thấy đinh. Nếu trong đầu của chúng ta luôn luôn có một cái nghi ngờ rằng là tôi không thể giỏi được tiếng Anh, tôi rất là kém, và thôi thì cứ học thôi chứ mà cũng chẳng biết là có thể nói được hay không. Đó, thì khi trong đầu chúng ta như thế rồi thì dù là chúng ta làm bất cứ một cái gì, hành vi của chúng ta, lời nói của chúng ta sẽ luôn luôn chứng minh cho cái suy nghĩ, chứng minh cho cái niềm tin đó của chúng ta là đúng. Thế nên bạn muốn đạt được một thứ gì đó thì đầu tiên bạn cần phải tin tưởng ở chính bản thân mình. Hana giới thiệu cho bạn một cuốn sách, đó chính là cuốn Nghĩ Giàu Làm Giàu. Bạn muốn đạt được một cái gì đó, bạn phải thực hiện tất cả những bước ở trong cái cuốn Nghĩ Giàu Làm Giàu đó. Và thực tế cuốn Nghĩ Giàu Làm Giàu đó, nó là cái mà bị bao phủ bởi một cái, đó là luật hấp dẫn, thưa các bạn. Luật hấp dẫn, nó tập trung rất là nhiều vào năng lượng và cảm xúc. Các bạn biết rằng là khi mà chúng ta phát đi một tín hiệu nào đó, hay khi trong người ta có năng lượng, có cảm xúc, thì tất cả những năng lượng, cảm xúc hay kể cả suy nghĩ đấy, nó đều tồn tại ở một dạng gọi là dạng hạt sóng. Và khi tất cả những hạt sóng đó đấy tồn tại trong không gian, di chuyển trong không gian, thì chúng ta biết rằng là những cái hạt sóng có năng lượng, trường năng lượng giống nhau, nó sẽ hút nhau. Còn những cái dạng hạt sóng mà có trường năng lượng như tích cực, nó sẽ hút tích cực, còn tiêu cực nó sẽ hút tiêu cực, đúng không nào? Thế nên lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng là chúng ta không thể, thì vô tình chúng ta đang đưa đi một thông điệp, giải phóng đi một thông điệp, và giải phóng đi một cái dạng hạt sóng với thông điệp tiêu cực đó. Và đương nhiên là chúng ta sẽ luôn luôn hút những điều tiêu cực đó. Cái này để giải thích thì nó sẽ hơi khó hiểu một tí. Thế nên là Hana muốn là bạn hãy đọc cái cuốn sách Nghĩ Giàu Làm Giàu và tìm hiểu cái video The Secrets, tức là luật hấp dẫn. Bạn sẽ thấy rằng là tất cả mọi thứ trong cái vũ trụ này đều tuân theo cái luật hấp dẫn. Khi chúng ta muốn điều gì đó thì chúng ta tập trung vào cái điều đó, thì chúng ta sẽ có điều đó nhiều hơn.
Ok, chúng ta tập trung vào điều tiêu cực, chúng ta sẽ có nhiều điều tiêu cực hơn. Chính vì thế nên các cụ chúng ta nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đúng không nào? Bởi vì khi đầu chúng ta có điều tiêu cực rồi thì tất cả mọi thứ đều tiêu cực. Có khi nào mà một ngày khi mà bạn vừa mới bước ra khỏi nhà, bạn gặp một điều tiêu cực nào đó và bạn cảm thấy bức xúc với lại cái điều tiêu cực đó. Và cái sự tiêu cực đấy nó ám ảnh bạn cả ngày, và làm cái gì bạn cũng thấy là hôm nay làm cái gì cũng chẳng nên hồn, và hôm nay đúng là một ngày bad day, đúng không nào? Là do trong đầu bạn đang chứa một cái năng lượng tiêu cực, thế nên nó sẽ hút tất cả những cái dạng hạt sóng năng lượng tiêu cực khác đó, và đương nhiên là bạn sẽ có một bad day rồi, đúng không nào? Và quay trở lại với câu nói của Hana, đó là khi trong đầu chúng ta là búa thì nhìn đâu cũng sẽ thấy đinh đó. Như anh chàng ở trong video, đó là khi mà anh ta có một niềm tin rằng là anh ta không thể làm được đâu, anh ta không thể đi bộ lại được, chứ đừng nói gì là sẽ có thể chạy đó. Và anh ta tin vào điều đó, thế nên là anh ta không luyện tập thường xuyên, đúng không? Bởi vì anh ta tin vào điều đó thì tất cả mọi hành vi hay suy nghĩ, hành động của anh ta đều chứng minh cho cái suy nghĩ đó của anh ta là đúng, thế nên anh ta không làm. Ok, anh ta có thể không tập thể dục, hoặc là anh ta tập thể dục, hoặc là anh ta tập những cái động tác đó chỉ vài ba ngày thôi rồi lại thôi, và tập với cái suy nghĩ là thôi để duy trì thôi, thì không bao giờ anh ta có thể gọi là get back on his feet được, đúng nào? Ok, và nhưng khi mà anh ta đã được thay đổi niềm tin tiêu cực đó thành một niềm tin tích cực là anh ta có thể, và anh ta đã bắt đầu luyện tập từng tí một, và cuối cùng kết quả là gì? Đó là anh ta đạt được điều mà mình mong muốn. Cũng như thế đối với tiếng Anh của bạn, Hana muốn là bạn hãy cố gắng từng tí một. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải tin tưởng vào bản thân mình. Hãy tin là mình có thể làm được. Hãy tin là một ngày đó nào đó mình có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Hãy tin một ngày nào đó bạn có thể gặp Hana và chúng ta có thể chém gió bằng tiếng Anh. Hãy tin một ngày nào đó bạn có thể nói bi bô tiếng Anh với người nước ngoài mà không cần phải nghĩ. Bạn hãy nghĩ về điều đó. Dream about it. Hãy mơ về điều đó. Điều đó. Think about it. Hãy nghĩ về điều đó. Live with it. Live it. Và hãy sống vì điều đó. Ok. Chỉ khi bạn làm được điều đó, khi bạn tin tưởng chính ở bản thân mình đầu tiên đã, thì điều bạn có trong đầu, bạn sẽ có ở trên tay. Ok. Nhớ nhá. Hãy nhớ câu. Cái gì có ở trong đầu, sẽ có ở trên tay. Được chưa nào? Cũng giống như là anh em New Right. Làm sao mà chúng ta có thể nghĩ là một đống sắt vụn lại có thể bay được trên bầu trời? Đúng không nào? Nhưng trong đầu họ, đấy, trong đầu họ, họ dream it. Họ mơ về điều đó. Thế nên họ đã biến nó thành sự thật. Và ngày nay chúng ta có thể bay đi bay lại mà không cần phải một cánh, đúng không nào? Ok, I'm just kidding. Ok, như vậy bạn hãy nhớ những gì Hana nói nhé. Và trong khóa học này 96 ngày, Hana đã truyền tải cho các bạn rất nhiều kiến thức. Và Hana đảm bảo nếu như mỗi một ngày bạn học một video như thế thì chắc chắn bạn không thể hấp thụ được ngay lập tức đâu. Thế nên khóa học 96 ngày này Hana muốn là bạn có thể học đi học lại khóa này cho tới khi nào mà Hana nhắc bất cứ một câu nào trong khóa học này, hay bạn nghĩ tới bất cứ một kiến thức nào trong khóa học này, bạn đều khắc sâu nó, bạn đều nhớ nó và bạn đều phản xạ nó một cách nhanh nhất. Bạn hãy nhớ rằng là đối với tiếng Anh hay là bất cứ một cái thứ gì đó, chúng ta phải học sâu, học thật sâu và phải học tới tầng tiềm thức thì bạn mới có thể phản xạ nhanh được. Các bạn đừng có hy vọng là mình giỏi, mình muốn giỏi, mình có muốn phản xạ nhanh hay nói thật là nhanh, nói mà không cần phải nghĩ, mà bạn chỉ học ở tầng biết thôi. Đừng có hy vọng như thế. Hãy học đi học lại, học cho tới khi nào mà bạn phản xạ nhanh nhất có thể và bạn không cần phải nghĩ nữa, thì lúc ấy là bạn đã hoàn thành một bài một cách xuất sắc. Ok, như vậy khóa học này bạn hãy quay trở lại. Và Hana muốn là bạn có thể quay trở lại học lại từ đầu cho tới khi nào mà bạn cảm thấy là thật thành thục thì thôi, được không nào? Và Hana tin chắc rằng nếu như bạn làm điều đó 2 lần nữa, 3 lần nữa, 4 lần nữa thì bạn không có nghi ngờ gì về khả năng nói tiếng Anh của mình. Thực ra đến cuối khóa học rồi, kết quả của bạn như thế nào, Hana tin chắc rằng bạn đã phần nào biết được là trình độ của mình ra làm sao. Tuy nhiên, Hana muốn bạn hãy tự hỏi bản thân mình là mình đã học bài học trong chuỗi 96 ngày này một cách đều đặn và thường xuyên, học mỗi ngày hay chưa, mỗi một bài học mình đã kết thúc một cách tuyệt vời hay chưa, một cách thật là thành thục, một cách thật là nhuần nhuyễn hay chưa. Và bây giờ hỏi lại mình, bài học này liệu mình có nhớ là cái bài học đó là bài học gì hay không, từ mới này liệu mình có nhớ từ mới đó là từ mới gì hay không. Hãy hỏi chính bản thân mình như vậy,
Okay, ask yourself those questions. Hãy hỏi chính bản thân mình như vậy. Khi mà bạn hỏi chính bản thân mình như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là à, tại sao tôi lại có kết quả như thế này? Và khi bạn biết là lý do tại sao bạn có kết quả như vậy thì bạn sẽ quay trở lại và fix những cái gì mà bạn đã tìm ra. Ok. Hãy làm những cái gì mà bạn thấy rằng là à, bạn cần phải làm. Ok. Rồi. Và that's all for this lesson. Và đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay và cũng là bài học cuối cùng mà Hana muốn gửi tới các bạn. Hy vọng là thông qua video trên bạn đã hiểu được nhiều điều và bạn học được nhiều điều. Và hy vọng là thông qua khóa học này bạn cũng đã học được rất rất nhiều điều. Hana cũng muốn nhắc lại một lần nữa, đó là Hana muốn là bạn học đi học lại khóa học này. Học cho tới khi nào thật là thành thục, thật là nhuần nhuyễn thì thôi, được không nào? Ok, rồi thế nhé. Hẹn gặp lại bạn trong một khóa học nào đó của Hana. Ok, so that's all. Và chúc bạn thành công. Bye bye.